Mời quý vị và các bạn theo dõi mục điểm báo trong ngày của Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Phúc. Sau đây chúng tôi xin chuyển đến quý vị và các bạn những tin tức nổi bật trên các báo số ra ngày hôm nay, ngày 6 tháng 3 năm 2017. Thưa quý vị và các bạn, tại phiên họp toàn thể lần thứ 5 của Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội mới đây, Bộ Y tế, Bảo hiểm xã hội Việt Nam và các cơ quan liên quan giải trình về việc thực hiện lộ trình thông tuyến trong khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam khẳng định thông tuyến khám chữa bệnh bảo hiểm y tế là chủ trương đúng đắn vì quyền lợi của người dân. Lần đầu chúng ta thực hiện nên có không ít khó khăn, thậm chí phát sinh tiêu cực. Nhưng không vì thế mà chỉ hoãn quyết tâm thông tuyến, cần phải thông tuyến sớm ngày nào tốt hơn ngày đó cho người dân. Không nên vì một số nơi vượt tuyến nhiều, số chi cao mà đặt lại vấn đề về chủ trương này. Theo báo Nhân dân, với việc thông tuyến, người dân có thẻ bảo hiểm y tế thuận lợi hơn rất nhiều trong việc tiếp cận các dịch vụ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Đặc biệt thuận lợi đối với các trường hợp người lao động khi phải di chuyển công việc từ địa phương này sang địa phương khác hoặc người về hưu thay đổi nơi cư trú. Đối với người dân sống ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn, sống ở xã đảo, huyện đảo, đường khám chữa bệnh nội trú tại bệnh viện tuyến tỉnh, tuyến trung ương mà không cần giấy chuyển viện, các cơ sở khám chữa bệnh bắt buộc phải đổi mới phong cách phục vụ, đầu tư về cơ sở vật chất, nhân lực nhằm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh để thu hút người bệnh, lấy người bệnh làm trung tâm. Những năm qua, diện tích cũng như sản lượng tôm nuôi liên tục tăng và đường dự báo sẽ tăng trưởng mạnh trong thời gian tới khi nuôi tôm nước lợ đường xác định là ngành kinh tế chủ lực trong nông nghiệp. Đề cập nội dung này, báo Nông nghiệp Việt Nam cho biết. Tại đồng bằng sông Cửu Long, tiềm năng diện tích có thể đạt tới 1 triệu hecta. Tuy nhiên, cơ sở hạ tầng phục vụ nuôi tôm như thủy lợi, điện lưới, giao thông lại không theo kịp, trở thành nút thắt cần sớm được đầu tư tháo gỡ để nghề nuôi tôm phát triển. Theo phân tích của người đứng đầu ngành nông nghiệp, biện pháp quy hoạch thủy lợi khả quan nhất là cách tính quy hoạch theo không gian và thời gian. Theo không gian, địa phương sẽ tính toán nơi nào có hiện tượng thủy lợi phù hợp cấp thoát nước riêng được thì đầu tư. Không gian không đảm bảo thì phải tính toán theo thời gian. Như vậy sẽ giúp hạn chế được tình trạng nước thải của người này là nước cấp của người kia. Với nhân đề ngăn chặn vấn nạn lạm dụng rượu, bia, báo Nhân dân cho biết. Vấn nạn lạm dụng bia, rượu dẫn đến tình trạng ngộ độc rượu, bệnh tật, tai nạn giao thông, bạo lực gia đình, mất trật tự an toàn xã hội diễn ra khá phức tạp và có xu hướng ngày càng nghiêm trọng. Để ngăn chặn những hậu quả khôn lường từ việc lạm dụng rượu bia, nhà nước và các bộ ngành chức năng đã ban hành nhiều quy định nhằm hạn chế như nghiêm cấm cán bộ, công chức uống rượu bia trong giờ làm việc, tăng mức xử phạt hành chính đối với người điều khiển ô tô, xe máy có nồng độ cồn trong cơ thể vượt ngưỡng quy định. Tuy nhiên, những quy định pháp lý hiện nay vẫn chưa thật sự đủ mạnh và hiệu quả nhằm giảm bớt tình trạng này. Vì vậy, chính phủ và các cơ quan quản lý cần có những biện pháp mạnh tay, quản lý chặt chẽ mặt hàng bia, rượu nhập lậu, trôi nổi, pha chế, kém chất lượng. Cảnh giác với những chiêu trò lừa đảo tiền, hàng là cảnh báo được báo Vĩnh Phúc đưa ra khi liên tiếp trong thời gian gần đây, nhiều người dân kinh doanh các loại hàng hóa dịch vụ tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đã bức xúc lên tiếng trước tình trạng nạn trộm cắp, lừa đảo tài sản diễn ra phức tạp. Theo đó, đối tượng giả người mua hàng và dù chưa được chủ cửa hàng đồng ý đã mang thùng hàng tẩu thoát. Đây chỉ là một số vụ việc được mọi người loan báo cho nhau để cảnh giác đối phó. Từ những vụ việc trên, bài viết cho rằng cơ quan chức năng cần tăng cường kiểm soát tình hình, kịp thời ngăn chặn xử lý nghiêm minh. Đồng thời, các chủ cửa hàng, đại lý cần tỉnh táo trước các thủ đoạn, chiêu trò của kẻ gian để không bị mắc bẫy các đối tượng lừa đảo. Trung Quốc hạ thấp mục tiêu tăng trưởng kinh tế là thông tin quốc tế nổi bật có trên báo Lao động số ra hôm nay. Bài báo cho biết, từ ngày 5 tháng 3 đến ngày 15 tháng 3, tại Đại lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh diễn ra kỳ họp thường niên lần thứ 5 Đại hội đại biểu Nhân dân toàn quốc khóa 12. Trong báo cáo của chính phủ được trình bày tại phiên khai mạc của kỳ họp ngày 5 tháng 3, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường cho biết, nước này đặt mục tiêu tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội năm 2017 đạt 6,5%, thấp hơn so với mục tiêu 6,5-7% đặt ra cho năm 2016. Theo ông Lý Khắc Cường, mặc dù đây là mục tiêu tăng trưởng thấp nhất đặt ra trong vòng 25 năm trở lại đây, nhưng nó lại thực tế và phù hợp với các nguyên tắc kinh tế. Mức tăng trưởng này sẽ vẫn đủ để đạt tới mục tiêu mà Đảng Cộng sản Trung Quốc đặt ra là tăng gấp đôi quy mô nền kinh tế đất nước vào năm 2020 so với mức năm 2010. Với nhân đề Nga khẳng định chống IS tới cùng, báo Quân đội Nhân dân cho biết, ông Dmitry Peskov, thư ký báo chí của Tổng thống Nga, tuyên bố Nga sẵn sàng tiếp tục cuộc chiến chống tổ chức khủng bố nhà nước Hồi giáo tự xưng IS, thậm chí nếu Mỹ không phối hợp tham gia. Tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh trước đó, AP dẫn lời một số quan chức chính phủ và nhà ngoại giao phương Tây cho biết, trước hàng loạt câu hỏi về mối quan hệ với Nga, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nói với các cố vấn và đồng minh của ông là sẽ gác lại
có thể là tạm thời kế hoạch theo đuổi một thỏa thuận với Nga liên quan đến IS, cũng như một số vấn đề an ninh quốc gia khác. Ông chủ Nhà Trắng cũng cho biết thêm, quyết định trên là do áp lực gia tăng từ dư luận Mỹ liên quan đến các cáo buộc về mối quan hệ từ trước đó của ông với chính quyền Nga. Một điểm báo trong ngày của Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Phúc đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.